cái bịch này nãy còn muối. Nóng gì này, cái bột làm bộ giống bông giống bột xì ke ma tí gì khúc mì nè, trắng trắng ngộ à, coi chừng nó bỏ khúc mì ăn vô cho nghiện, ai ăn trắng cũng nghiện hết rồi đó. Ừ, ừ, gì nghi quá nghe gì thầy, thầy trắng trắng ờ thấy trắng trắng nha, nguy hiểm quá không dám đỡ bỏ vô. Đó, này là xì ke nè, muốn ăn xì ke phải trộn vậy nè, cái này còn hơn xì ke nữa đó, hơn khúc mì. Ừ, rồi chúng ta sao, rồi chúng ta ăn bóc gì cũng bằng mà ngon bóc. Rồi chúng ta sẽ làm gì, miếng chán. Ôi trời, ngon quá ta. Miếng chán chua chua. Thầy ăn cả bò tắc luôn hả thầy? Bò tắc. Nó không chua quá thầy. Món này cả không biết cả người lớn ăn cũng thèm hết trơn rồi ha. Dễ ăn. Tóc ngon gương. Tóc ngon này ha. Dạ. Nó chua, nó thơm. Ngon. Ăn chỗ này dính mẹ. Ăn lại mọi người thèm quá rồi. Rất ghê. Ngon quá. Ăn 4 giờ 16 mất 4, 1 giờ 2 lò. Ôi trời. Ngon quá. Tôi chết rồi. Cứ mở. Đúng đúng 7 tiêu rưỡi. Ăn bắp cũng ngon. Cái gì bắp cũng ngon. Cái gì bắp 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 sướng ngon. Con chừng nào ấy coi cái báo trước là sắp xếp về. Mà quay lên tụi con thấy tàn thầy ăn khao với con cô không đặt. Ăn vậy nó bán hoành chén. Ăn bát nào chắc muốn phải mua cho thầy cái bát đồng. Dạ. Không đặt đã làm chừng 1,5 triệu à. Cái bát đồng đẹp lắm. Mắc vậy thầy. Bát bằng đồng. 1,5 triệu luôn đó thầy. Chỗ thì mình đặt còn mua hoài có 500 ngàn như. Dạ. 400 à. Bát bằng đồng. Đũa bằng đồng luôn. Muỗng bằng đồng luôn. Không có nhiêu tiền. Thao bằng đồng luôn. Hồi xưa khao chén bát nồi niêu chảo là bằng đồng hết, nó bền thì ha.
ăn lại mấy cái tiệm bánh chén là người ta bán được lắm á, khi mà coi clip thầy. Nít ăn cũng nhiều. Thầy cuộc sống ta Quảng Ngãi, Đà Nẵng, mấy Quảng Trị những người mà trung đồ á. Ra phố rồi, những phụ nữ miền Trung. Nếu bà cha nuôi con học hết đại học cũng đều bán bánh tráng trộn không? Không tin hỏi mấy con bà đều học. Cũng có đứa con đi Mỹ, đi lao động Campuchia, Nhật, Anh, Mỹ. Đó là tiền bà tàn rồi góp tiền mà cho du học ở trường Mỹ không? Mấy bà bán trắng bán trắng không? Giỏi ghê luôn thầy ha. Đứa con học. Ngày mấy bà bán được chứ mấy triệu á. Nhiều người ăn bánh chéo rồi. Những ba sợ với chị kia mấy bạn nó ngày có là 200. Vậy hả thầy? Chứ không thực tế ngày bằng mấy triệu. Hỏi gì? Thấy dễ cứ nhiều người ăn. Đúng rồi, giống như hồi một ngày là một lần là ăn 2-3 bịch luôn là một ngày phải ăn. Hỏi đi, họ bán cái số ngày mấy trăm tờ mà ngày 300 ngàn. Đó, mà tờ chỉ là 2 ngàn. Mà có ngày 300. Còn hỏi ba bán bánh tráng trộn 10 ngàn bình ba bán bịch có 3 ngàn mà bán 10 ngàn. Có công là cực khổ khúc khuya dậy sớm với trộn nắng lo đi đánh đi nặng nề nhiều lắm á. Cũng có khỏi ba con bận cá xài ra bán hai bên đường không khó mà ở thành phố nó có rồi. Chứ như quê nó vậy thời ha, có 3 ngàn mấy 5 ngàn bịch bánh chén là đâu có mất. Sài Gòn là 20-30 ngàn bịch. Thầy bánh chén ngày nào cũng cho thầy ăn thịt có ngán không? Không. Mỗi ngày mình đặt thầy ăn thịt buổi sáng, ăn cơm xong, đã được buổi trưa. Hồi xưa thầy ngày ăn 2-3 lần. Đó, vậy đó thầy. Trước khi vô lớp học, học đại trường đại học vậy. Trước khi vô lớp học trường đại học, ăn trước. Xong cũng ra chơi thì ăn một cái nữa. Ôi, rồi trước khi về quốc bình hả? Ba bình. Ông làm gì ông là ba tử sáng là 30 tử 10 ngàn. Rồi là một ngày thì 30 ngàn bánh chén rồi. Tụi nó mua làm 20-30 là có trứng nhiều. Có tôm khô rồi có mực mấy con. Trứng nhiều. Còn 10 ngàn mấy bà. Chị cho mối. Nhưng mà mấy bà bánh chén dưới thường không biết bà thầy không? Mấy bà bán rẻ. 10 ngàn mà bằng làm 30 của tụi nó. Ghê vậy thầy, bánh vậy. Nói mà ta ăn từ lúc bà nghèo mà chữ thì bà cắt. Bà đem về quê bà cắt nhà lầu, bà nuôi con hông để học xong luôn mà. Ghê. Cắt nhà lầu luôn á. Ở thành phố có tiền luôn. Đem về quê xây nhà. Yeah.